Rồi. Hai xin chào tất cả các anh em đã đến và quay trở lại với BWN Channel ha. Và chiều hôm nay thì đáng lẽ ra là tôi không có like này mà, nhưng mà không có like buổi chiều hôm nay, nhưng mà tôi vừa mới phát hiện một cái con game và tôi muốn chia sẻ nó tới anh em. Thật ra thì con này cũng ra lâu rồi, nhưng mà thật sự cũng ra rồi nhưng mà tôi mới phát hiện, nên là tôi muốn chia sẻ nó đến tất cả các quý đồng đạo, quý anh em nha. Chào anh em bên Facebook Gaming đang xem và anh em trên YouTube đang xem lại ha. Con game này có tên là The Darkest Tap, có nghĩa là những cái câu chuyện mà coi như là đen tối nhất. Và đây là cái phần Into the Nightmares, có nghĩa là trong một cái cơn ác mộng ấy. Đấy. Thì tôi đọc sơ qua thì nó nói về những cái câu chuyện cổ tích thì xa xưa mà bà thường kể cho các cháu nghe. Đấy. Nhưng mà qua cái tựa game này thì nó sẽ biến tấu lại một cách kinh dị hơn, khủng khiếp hơn thế nào thì tôi không biết, tại vì tôi chưa có chơi đây mà. Và tôi vào tôi xem nó kinh khủng như thế nào và tôi sẽ chơi thử với anh em nhé. Và khi anh em mà xem hết video này, tôi sẽ cho anh em một cái gọi là gì nhỉ, một cái gift, một cái bí mật anh em ạ. Ừ, một cái bí mật, phần quà anh em nha. Ừ. Đấy, một phần quà nhỏ nhỏ vui thôi anh em. Rồi, tôi chỉnh âm thanh hình ảnh rồi tay cầm này nọ vào game thôi anh em nhé. À, và đối với anh em nào đây, tôi nói trước luôn, đây là một cái tựa game platformers, có nghĩa là những anh em nào fan của platformer thì không thể bỏ qua cái tựa game này. Nó lấy một cái yếu tố rất là hoạt hình, rất là dễ thương, nhưng mà cái đồ họa của nó dễ thương thôi, cái tạo hình của nó dễ thương thôi, nhưng mà cái nội dung câu chuyện của nó thì rất là ghê rợn. Đấy, không kém phần ghê rợn đâu anh em nha. Rồi, nếu mà âm thanh hình ảnh ok thì một game chứ anh em hả? Âm thanh game có quá lớn không anh em? Tôi sợ âm thanh game lớn. Đây, nhân vật chính của ta là một chú gấu à, đúng không? Một chú gấu cầm hai thanh kiếm, rất là tuổi thơ luôn ấy. Rồi, âm thanh hình ảnh ok thì một game anh em nhá. Chúc anh em có một buổi chiều vui vẻ và những giây phút vui vẻ bên giải trí bên BWN Channel. Một game anh em nhá. Rồi, xem như thế nào đây. Nhiều game. Ái da, gương thần anh em ạ. Hình như đây là gương thần của Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng đúng không? Gương kia ngự ở trên tường. Đấy. Once upon a time, ngày xưa, in a ngày little xưa, room immersed in the stillness of the night, căn phòng nhỏ bé, sự tĩnh lặng, một chút ánh sáng le lói dường như không thể lọt vào. Unable to rest. For many years, she had protected her mistress's sleep through the darkest nights. Trong rất là nhiều năm, cô gái đã ngủ quên her deeply. Trong những cái gì bức màn đen tối nhất. The little light gathered her magical energy and began to flutter around. Cô gái nhỏ coi như là tập hợp cái năng lượng ma thuật bắt đầu rung chuyển. Năng lượng ma thuật bắt đầu rung chuyển xung quanh cô ta. Và cái năng lượng đó nó bắt đầu xâm nhập vào cái tâm trí của cô ấy. She paused to look at a picture of her keeper, Alicia, with the thoughtful but determined air of someone who Aliska knows it's time to act. Ủa, tôi tưởng con gấu chứ. The girl with the vậy là tâm trí của Aliska bị một cái thế lực nào đó xâm nhập vào trong khi cô ta đang ngủ anh em ạ. Cô gái với một cái nụ cười ngọt ngào và dễ thương. All she needed was a willing helper, and she knew exactly where to find the perfect candidate. Tất cả những gì cô ấy cần là coi như là một một cái người nào đó có thể giúp đỡ cô ấy để thoát ra khỏi cái sự thao túng của màn sương đêm. Màn sương đen nghe giống được cái phiên bản nào đó này nhỉ. Ai đấy? Đi nào, ra ngoài đi, đồ ngu ngốc. What the hell? Nauseating sound reminds me of someone. Cái âm thanh buồn nôn đó khiến tôi nhớ tới Sonic nữa lại. Duyên dáng như mọi khi, hãy yên tâm, tôi sẽ coi như là đưa bạn tới Aliska. À, vậy là đây là đồ chơi của Alika. Ôi má, còn nhỏ đã có gấu rồi à. Cái cháu. What do I know about dealing with demons and sick girls? Tôi biết những gì mà các not interested. Đối phó với quỷ dữ. And she kept on believing you were a hero.
Listen to me, you luminous little bug. Một cái tinh linh anh em ạ. Đây là một cái tinh linh. Idea what you're talking about. Dream demons? Không có hình dáng gì cả, chỉ là một cái đốm sáng tinh linh thôi. Có thể là cái đốm sáng mà nãy without batting an eyelid. Lúc đầu game nó một cái really ánh sáng nhẹ nhoi, nhỏ nhoi. I'm sure she can deal with it. Nếu có gì đó thực sự xâm nhập vào giấc mơ cô ấy. À, cô ấy làm tổn thương lòng tự trọng của bạn phải không? Bao lâu nay bạn bị coi như là bỏ xó vào cái hộp này rồi. Nói già thì ra đây là đồ chơi cũ của Aliska và con gấu này không được lâu rồi, không được chơi nè. À là không được lấy ra để nựng nịu cho nên là con gấu giỏi. Nói già. Và bây giờ không lẽ bạn từ chối giúp đỡ cô ấy sao? Bạn để cô ấy bị bỏ rơi à? Just tell me what's going on. Thôi im đi, bài thuyết pháp của mày đã đủ rồi. Chỉ cần cho tao biết những gì tao cần làm. Ai da. Alicia, our mistress, has fallen into a deep sleep. I know it sounds awfully strange, but demons are devouring her. Alicia đã bị rơi vào cái coi như cái giấc ngủ sâu. Điều đó thật là khủng khiếp. Ai da, và tôi phải cứu cô ấy này mà. Tôi trông dai như con gấu này, phải cứu Alicia. Last toy I want to ask for help. Cut to the chase. Hãy tin tôi đi, đồ chơi cũng muốn giúp đỡ chủ nhân của mình. Okay, okay. Được rồi, tất nhiên anh phải vội vàng như vậy. Tôi đã nói tôi có thể sử dụng phép thuật của mình để dẫn ai đó vào tâm trí của Alika. Bạn hãy coi như là bảo vệ cô ấy khỏi những con quái vật trong giấc mơ của cô ấy. Vậy cuối cùng, ngươi cũng thừa nhận là Alika thích tôi hơn ngươi phải không? Tôi sẽ không có khoe khoang nếu tôi là bạn. Ôi con này nó nhiều quá à. Tôi không... À nó chê con gấu đi được mới chỉ có 1 mét thôi à. À đâu? Một mê là gì? Okay, then I'll come with you to stretch my paws in the world of dreams. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào giấc mơ của cô gái bé nhỏ đây. Cô ta đang bị những giấc mơ xâm chiếm và thao túng lên đây mà. Những cơn ác mộng. But you and these demons are really starting mày to get under my fur. Em bạn giải thích rất là nhiều. You have no idea how cái con tinh linh có bọn kia. Shut away. Mày tin tao đi, mày không biết thú nhà bông có thể bực bội đến thế nào đâu. Ái già. Ý tao nói là ở trong hộp quá lâu và đúng. Nó rất là bực quạo. Rồi. Ôi. Gương thần anh em ạ, nhảy vào gương thần. Let's go, bear. Âm thanh hình ảnh coi như là ô sợ kêu nè. Come on, fur brain. Từ từ má ơi, má hối quá. À để zoom rồi, ok. Đây là tựa game Platformer. Anh em nào là fan của Platformer thì chắc thích tựa game như thế này đúng không? Let's go, bear. Tao nhảy đéo tới, từ từ con điên à. Ok, sao nhỉ? Cái gì từ từ mẹ đây đi này zoom nhảy qua mấy cái út gì rồi. Ô một cái phòng rất là dễ thương rất bạn đây rồi. Đây có cả tai nghe này. À cô bé lớn rồi và coi như là xài tới laptop này rồi rồi mẹ không chơi gấu nữa, mẹ không chơi gấu nhỏ nữa, mẹ chơi gấu lớn thôi. Ái dòa, mẹ bây giờ nằm mơ thì đụng kêu tôi đi cứu à. Nó sao tối thế này. Chúng ta đang bắt đầu bước vào giấc mơ rồi anh em ạ. Lên giường có nệm và gối và đi vào giấc mơ. Mẹ mơ gì, con này biết mơ quá nhỉ. Mơ là tuyết không ạ. Tôi vẫn đi, tôi thấy xa xa là những cái gối gì cả. À sao trắng xóa thế này. Tôi không làm được gì, chỉ nhảy được thôi anh em. Chỉ nhảy được thôi. Kiếm đâu? Mẹ quảng cáo coi kiếm mà kiếm đâu anh ơi. Ôi cái đeo gì đây? Con mẹ. Quang khăn đỏ hả? Đúng không? Quang khăn đỏ đúng không? Nè, cô gái quần trời ơi, quang khăn đỏ. À, thôi, tha cho em đi lạc chị ơi. Má hửi hửi à. Ăn đéo được đâu, một bằng bông nhồi vào đủ má bằng gòi. Ăn đéo được đâu. You don't smell like a filthy wolf. Are you lost by any chance? I guess so. But if you would be so kind as to show me the path. Nhưng nếu mà mày tốt bụng thì mày hãy chỉ đường cho tôi. À mày hãy chỉ đường cho tao. Serious error of judgment, my dear. Đó là lỗi nghiêm trọng của mày. Bạn thân mến ạ. Không phải mẹ của mày đã cảnh báo cho mày rồi sao? It's too late now. The forest is infested with abominable wolves who can't wait to. Khu rừng được tô điểm bởi những con gì? Con ngựa gì? So, am I done for?
There might be a way to save her fur. If you can get to my grandma's house quickly. If you'd let me get up, I'd already be on my way. Và bà nội, à con quàng khăn đỏ đang tới, à, con gấu nó kêu mày tới nhà bà nội của mày đi. Con quàng khăn đỏ đang tới nhà bà, đúng rồi, đang tới nhà bà nhưng mà đụng giữa đường giết con sói à. Má đấy cái gì. Cố gắng lên nhé, đừng để là cường. Quàng khăn đỏ nó không ăn được tôi à, má mày mà tôi bằng bông đấy. Nó đang dọa tôi là đi vào kia rất là dễ bị lạc đường và có rất là nhiều nguy hiểm. Anh sẽ không tồn tại lâu mà không có một cái vũ khí nào cả. Vậy thì đưa tao vũ khí đi con mẹ. Vũ khí đâu? Ôi má xét con sói à. Trong chuyện quan thắng đỏ là con sói ăn thịt bà, ơ là ăn thịt. Ờ đúng rồi, ăn thịt bà, sau đó quan thắng đỏ tới ăn thịt quan thắng đỏ luôn, sau đó thì họ săn mổ bụng ra. Mẹ cái kết rất có hậu à. Còn trong chuyện này thì đâu má sói chết ngay từ đầu luôn à. Kết thúc rất là chóng vánh. Một cái gì này? Gương. Te le bọt. Cái này gương này nó nói tới những cái thế giới. À đây 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 đây, bản đồ của chúng ta đây, bản đồ của chúng ta đây. The head. Chỗ này chúng ta có thể teleport anh em nhé, teleport. Đúng là một cái phần không thể thiếu của những cái tựa game như thế này. À lại sói anh em ạ. Nhau. Mario cứu công chúa. Mario cứu công chúa. Ừ chỉ có thể nhảy thôi, đâu có thể đánh đấm gì đâu. Mario của mẹ này. Anh chàng thợ sơn. Tôi đang đi qua, tôi đang đi vào rừng rồi này. Theo lời của cái con quàng khăn đỏ thì tôi đã tới khu rừng rồi. Ôi sói à, cứu mẹ. Sói chạy dây cót à, nhanh cứu mẹ. Đây còn con gì nữa này? À, bị nó cắn một đít cái à? Sói chạy dây cót anh em, sói chạy dây cót anh. Đây là nơi mình hồi sinh đúng không? Đây là điểm lưu đúng không? Điểm lưu điểm sale của mình đúng không? Nào nào nào, con mẹ ở kia. Dài đâm vào đít mẹ rồi. Bây giờ như nào? Wait, bear, your seams won't last long. But don't worry, stay still for a few moments. I'll use my magic to mend you. À. Can you at least try to? Tôi nhảy vào mấy cái gai đó, cái mấy cái đường may của tôi nó bị đứt ra. Con này nó đang khâu lại cho tôi à. Tôi mất máu và con này nó sẽ giúp tôi hồi máu rồi. Mày chịu đựng đi và đừng có rên rỉ nữa. I have to admit. Tốt, như mới. Tao phải thừa nhận rằng mày rất có hữu ích. Bây giờ tôi chỉ cần bấm LB là nó sẽ khâu lại cho tôi nhưng mà. Rồi. Nhưng mà tôi phải có mana, cái thanh mana là cái không lầm là cái ống ở hình tròn ở phía góc của chúng ta. Còn cái thanh dài ra là ống áo của chúng ta. Chúng ta sẽ có 1 2 3 4. 4 lần bị đâm vào. Ôi, ai xà chết thì con ạ. Quá ngon. Tôi nhảy qua kia được không nhỉ? Không tới. Cái gì đây? À, vũ khí. Wake and fear wolves, a rusty pair of scissors. Cái kéo à, má tôi tưởng cái kiếm, ai là cái kéo anh em ạ. À, bây giờ không cần phải sợ hãi những con sói nữa rồi. Hay không nhận ra nó à. Chúng là chiếc kéo mà Alice đã dùng để mà để chơi khi còn nhỏ. Ai dạ. Má còn nhỏ mà chơi kéo rồi. Scissors have gotten rid of that pesky bug. Maybe they really are as powerful as she said.
Charming as always, but do try to be more careful. I fused my magic with theirs to awaken their true power. Tôi đã hợp nhất ma thuật của mình với nó để đánh thức cái sức mạnh của cây kéo này. Ái da. Splendid. Đây cây kéo mà ngày xưa cô chủ tôi chơi mà bây giờ được ếm thêm ma thuật vào. Ngon đấy. Ôi, ít để đánh. Đây rồi. Để phải cho Mario với pha vẫn đâu đấy. Đây. Rồi set game luôn. Tốt. Sói đâu ra đây. Mày đây. Sói này. Ôi, quýnh lâu lắm em. Có skill nữa kìa anh em, nó vừa đánh được skill kìa. I would have killed them all anyway. I'm not taking orders from a petulant pair of scissors. Just concentrate on the task at hand. Dù sao nó cũng đã giết tất cả rồi, nó không có muốn học thêm gì đâu. À, nó nghĩ như vậy là đủ rồi, nhưng mà nếu được đâu, chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ tầm này thôi. Nó skill đó anh em. Right away. Đây. Right away, đường này. Trời ơi, con bé. Đéo được à. Right away con kẹt à, đéo phải. Cái bảng này đứa nào chỉ đây. Đường dưới mới đúng anh em nhá. Right away đéo phải anh em nhá. Cái đéo gì đây? Còn dơ á. Ôi, ba dơ mới vẫn. Đây. Lại đây. Đây rồi, cái rễ của nó đây. Mày á, à phải chặt rễ nó nha mà. Just once, could you make yourself useful without bragging about it? With the energy we have absorbed, I can enhance our skills. I hope these skills you're so proud of are worth the time I have to spend putting up with you. Oh, bear of little faith. Đây rồi. Cây kỹ năng của chúng ta đây. Một cái chúng ta sẽ có đầu tiên là máu ha. Sau đó là Light Weapon, thành gươm ánh sáng này. Thành kéo ánh sáng này. Bây giờ tôi sẽ cộng một điểm cho máu trước đi anh em nhé. Máu trước đi rồi đánh đấm sau. Có gì mà chưa cộng được, đéo được cộng anh em ạ. Chưa có cộng được. Tôi. Mình phải có điểm mới cộng được. Má nó chỉ giới thiệu thôi chứ cho cộng. Và bây giờ tôi tiến lên trên đi cái đường hồi nãy. Đây rồi. Ô, nhím à. Đúng rồi, hay lắm, để xếp game nhiều vào. Move down, đây rồi. Ai à, ôi má. Cái đéo gì đấy? What the? Ô má, một con gấu bự anh em ạ. Ô má, gấu bự bị tảng đá ăn mẹ mồm mồm luôn à. Tao thích cách mà tàn sát những con sói. Tao thích thú với những cái thù hận. Ôi. Ôi, là gì mày đã giết nó à? He's the king of the wolves. It wasn't easy to take him out. Vua của những con sói. Đây là vua của những sói anh em ạ. So I wanted to surprise you. Giây phút mà chiến đấu tôi rất là phấn khích cái gì đây. Với một cái xác chết khổng lồ làm thế nào mà mày có thể làm được? Không, mày ạ. À. Đó, tao sẽ cho mày một cái ngạc nhiên. Giúp, con gấu này đã giết được King of the Wolves. Vua của những con sói. Đây là nó đổ tội cho tôi. Đây là sự ngạc nhiên của mày. Một chiến sẻ. À, nó mày. Đây nhá, nó giết con vua sói. Sau đó thì nó nói là tôi đã giết. Và những cái con sói con á, nó sẽ lũ tìm tôi để trả thù. Đấy đấy con mẹ. Ôi, thôi.
Ôi, nó cho ăn nguyên một tảng đá vào họng luôn ạ. Còn cái dấu tay nó trên đấy kìa. Ái à. Ôi ôi. Ái à, nhảy lên lưng nó cũng bị chết à. Nhanh. Nào, như nào. Ở kìa. Thôi. Phải đây. Chém này. Chém đây. Rồi, làm nhau. Làm gì được tao. Chết. Này. Ồ, trên này có mấy cái... Tôi chém không được anh em ạ. Mặt nhảy cũng không tới luôn. Thôi đi anh em nhé, đi trước anh em nhé. Ôi. À, con mẹ. Khâu lại cho tao. Đây rồi. Rồi, full máu. Rồi. Khâu lại đi. Hết mẹ mana luôn em ạ. Thôi. Đây, tôi sọc luôn nè. Mày nghĩ gì? Chóng quá. À, tôi giết cuồng sói đéo đâu. Nhào. Đây, ai à. Ôi, nó phóng xa ạ. Khâu vào. Rồi. Game này không có chế độ hát à. Chế độ này fan quá. Mà nói thật thì game này nó làm cái đồ họa rất là dễ thương, rất là dễ nhìn, rất là vào luôn. Rất là dễ vào luôn. Tôi cứ tưởng tượng tôi đang ở trong một khu rừng thật. Nghe tiếng âm thanh gió, các thứ, ánh sáng. Nào. Một cái ngôi làng cũ à. Đây có điểm fast travel đây anh em. Nhưng mà hiện tại thì tôi... Ôi! À, cái đéo gì đây? What in tarnation happened here? Đã có chuyện gì xảy ra với người này tôi không biết, nhưng tôi nghĩ đó là một bí mật. Chúng ta hãy nhanh lên. Đây. Ôi bà gì đấy, bà của quan khăn đỏ hả? Điều đó là không thể tin được, mày đã tiến xa tới mức này rồi à. Oh, một cô bé đáng yêu. Watching you fight always lights a fire inside me. Nhìn mày chiến đấu thắp lên ngọn lửa trong tao. À, chờ một chút, lần này thì khu rừng đang bốc cháy đấy. What are you ranting on about? You have been excellent bait. Thank you for luring all the wolves in the forest here. Cảm ơn mày đã coi như là mày một cái mồi nhử tuyệt vời thu hút tất cả những con sói. Đang trôn tôi nè. Now I just have to exterminate the last few remaining in their den. I'll soon put an end to their nasty little species. Và bây giờ mày phải coi như là tiêu diệt con cuối cùng để chấm dứt cái loài sói đấy. À, nó mượn dao giết người anh em ạ. À, quậy con đỏ máu me vãi loèn. Anh em coi này nhá, cái này kiểu như là nhà bà đấy, nhà bà luôn, nó đông bà. Cái này tôi là búp bê thôi. Nào ôi. Chết đi ạ. À. Thôi nhá. Ơ kìa, đau quá. Nào, ai à. Ôi. Nào. À, cái này có cái à. Để ra, chia đi nha. Ôi, tôi hồi sinh ngay chỗ con sói nó cắn tôi. Để biết chỗ hồi sinh quá nha, hồi sinh ngay chỗ con sói nó chờ tôi sẵn luôn.
Rồi cái nỏ nó dưới chuồng bà nó. Một cái đường ra, đường hầm xe lửa sao? Lên trên đúng không? Xếp game, hay lắm. Tôi chém được con này không nhỉ? À, đéo được. Không được, mất máu. Ai? Kìa, sao chém được vậy? Khâu lại nhanh không thì vỡ mồm, nhanh. Đây tôi nghĩ là tôi có thể nâng cái đây rồi, tôi có thể nâng được điểm rồi. Cái này là nâng rồi đúng không? Sao tôi đến đây? À, tôi phải nâng cái này chứ là tôi có một điểm mà sao đến nâng được nhỉ? À, cái đó nâng rồi nè mà. Rồi, ok. Một, hai, ba. Ô, có 3 điểm hay đấy nào. Ô, tôi nâng điểm lên xong mất một cái ống máu của tôi rồi. Một cái điểm máu của tôi rồi. Nào mày qua đây, mày qua đây. Từ từ. Tụi mày sẽ mất điểm máu của tôi vậy kì, tụi mày chơi chứ kì vậy anh ơi. Thêm một cái HP nè, do Lai Pa nè, đúng rồi. Phải thêm một cái thăm máu cho tôi mới đúng chứ. Cái giường của Alicia, cái giường của cô chủ. Funny. We're in a little girl's. Mày cảm thấy vui hả? Chúng ta đã ở trong một cơn ác mộng của một cô gái nhỏ và sắp trải qua cái giường của cô gái đẹp. Tôi không thể, tao không thích cái điều này chút nào. Mày là đồ hèn nhát. Là quỷ tinh linh nhá. Right now we need to stay alert. Cái giường đâu? À! Thôi, khâu lại, cô mẹ, con mợ mày. À! Tôi hết mana rồi em ạ. Phải giết mấy con này để kiếm thêm mana thôi. Đây, đây rồi. Hồi máu. Hết mẹ rồi. Right, lại right quay mẹ rồi. Anh em có thấy ở trong cái bức kia, cái bức tường kia. Ai cười đấy anh ơi. Nào. Lấy thêm mana anh em nhé. Để hồi máu. Rồi, ba áo máu. Tôi đéo hiểu sao vẫn ba áo máu. Ôi, dưới có con lương điện á. Như nào, ở đây. Ây da. Má, ngu mẹ thôi. Không có lời. Sao cái động toàn dơi thế này.
Chết. Chết. Ở kìa. Chết. Chưa chết nữa. Lấy mà lấy. Chết này. Đây xem game hay lắm. À cái chỗ hồi nãy nè. Nó làm cái đường ở dưới chi nhờ. Đã đám dơi rồi, đám dơi rồi, đám dơi rồi. Chờ tao tí, tụi mày chờ tao tí. Chờ tao tí. Chờ tao tí, chết ngay. Ô, ở dưới có cái gì kìa. Cái kêu gì đấy, một cái kỹ năng hay sao ấy. Kìa, lên đéo được à. Đường đó không lên được anh em, từ từ. Để tôi xem đường này. Con này nó chặn đường. Để cho nó bò ra đã. Bò ra đi. Bò đi con. À! Nào, cái đéo gì đây? Khó thế. À, chặn con mẹ. Đây rồi, tôi nghĩ ở đây này. Nào. Ôi vậy sao nhảy qua được ta? Đâu có nhảy được đâu. Nhảy qua bị đập đầu ngay. Không nhảy được, không nhảy được chắc chắn luôn. Chắc lúc này mình chưa lấy được rồi. À cái game này nó cho mình một cái bản đồ, tức là khi mà mình đi qua rồi đấy, mình đi qua một cái khu vực nào rồi đấy, mình có thể quay lại một lần nữa. Đây, bây giờ full nóng máu nè anh em, bây giờ mới full nóng máu này. Vậy là sau này tôi mới lấy được cái đó. Bây giờ thì cứ đi tiếp thôi. Kìa nào. Ok ok. Ồ. Ông rớt đi. Ở trên có cái gì kìa. Vẽ hình con sói, chắc là con quầy khăn đỏ nó vẽ rồi. Q. Right, right Q. Má xác chết sói rất nhiều luôn à. Đây mình có thể teleport lại về nè. Má xác chết sói rất nhiều ạ. Trời ơi má xác chết không ạ. Tiếng con dâm tặc ấy rồi. Ái dạ, ôi ôi má màu đỏ loét của máu ạ. Ôi má xác chết trên kia. Không bỏ nhiều vậy. Thanks for the vote of confidence. Not to mention the assassination attempt. I've got the room all ready for our final dance. Con này đang vạch tội con quỷ đỏ. I can't wait to paint it with your blood. Tao đã chuẩn bị cái kết cho buổi này rồi. To accept your invitation, my lady. Thật vinh dự cho cái kéo của tao. Ai dạ mày lấy, mày lấy, mày lấy, mày lấy. Maybe I should have warned you about something. In the midst of blood, I get much stronger. Mày đâu, mày đâu? Đây rồi, đây rồi. Ôi, nó ghê vậy, nó nổi gì kinh vậy? Mày lao lại, mày lao lại. Mày á, mày á. Ai á, ôi nó phóng kéo à. Nào. Ai á, con mẹ. Nhảy. Mày á, mày á. Ok, nào. Nào, 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 em khâu cái, em khâu, em khâu cái. Em khâu cái cho em khâu cái, cho em khâu cái. Khâu, khâu, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ôi, mày quá.
đéo được. Nào. Ờ. Mày như nào? Không kéo chứ gì? Mày tiếp à? Nào như nào? Mày như nào? Ai à, có mẹ như đầu luôn à. Quay khăn đỏ kinh quá. Rồi đây con, không kéo đi. Nó tụi mày răng rồi. Mày á, làm gì tao? Chết này. Ai à? Ơ kìa. Từ chị ơi, em khâu lẹ lên, khâu đi, nhanh lên. Ờ, mày quá rồi, quá chơi đi con. Khâu. Khâu đi con. Chết mỡ rồi, nhau. Khâu. Ái là mày quá. Thôi. Mày á. Chết. Ờ, cắt cổ mày rồi. Hay lắm, chết con. Tôi có lướt rồi nè. Tụi này ở đâu thế này? You're dead. Mày tiêu rồi. Đây là thế giới bên kia của loài gấu. Má xạo dở làm gì có. What incarnation? Thế giới bên kia của loài gấu à? You're still the same old gullible. Mày vẫn như cũ, mày rất là cả tin. Just tell me, what am I doing here? Mày hãy nói với tôi, mày đang làm gì ở đây? You're here because you killed that blood-crazed little girl. And I'm deciding whether or not mày, to destroy. Bởi vì mày đã giết cái cô gái nhỏ điên cuồng trong câu chuyện. Mà Teddy à, do you know tao đang quyết định rằng có tiêu diệt mày hay không. Mày hãy trả lời câu hỏi này cho tao. Một con gấu sáng mắt. À, một cái ánh mắt thì làm sao giết tao được. Tao hiểu rồi, mày không nhớ. Nó hỏi cái đéo gì tôi nghe đéo mặt kịp à. Tao không nhớ gì. Đầu của tôi. Don't you dare leave. I'm not done with you yet. Là sao nhỉ? Wake up! Còn mấy tôi đi tới thế giới bên kia của loài gấu. Tôi tỉnh rồi nè anh em. Alright already, glowworm. Được rồi. I'm awake. Tao tỉnh rồi, tao đã tỉnh dậy rồi. Mày đang quậy lại. Mày hoàn toàn bất tỉnh, chuyện gì xảy ra vậy? How on earth should I know? Làm sao mà tôi biết được? Trong một giây phút tôi đã ở đây và tiếp theo có một cô gái và đó là tôi để giết cô ấy. You could pass out and have a nightmare while you're already in the land of nightmares. Come on, chỉ có thể coi như là bất tỉnh và gặp một cơn ác mộng trong khi mày đến xứ sở của những giấc mơ sao? Ý là nó nói tôi là tôi có thể được nằm mơ trong những giấc mơ, đã gọi là mơ trong mơ đấy. Mấy con này đéo biết, đéo coi phim mơ trong mơ. Ai à? Nào, quên. Đây, tôi có một cái skill khá là mới đấy, anh em thấy như vậy. We made it. Here's the way out. Ra khỏi đây. The little fairy's voice boomed throughout the cave with the force of a mighty roar. Ôi nhìn mặt gấu kìa, nó lầy hồ à. Và tiếng gầm, tiếng hét ngày càng lớn và còn to hơn nữa. Cái gì đấy? Ai gầm đấy? Cái bức tường coi như là nó nứt ra, mẹ luôn bắt đầu rung chuyển và hang động chuẩn bị sụp đổ. Ôi trời ơi. Teddy ran towards the sunlight as fast as he could, dodging the deadly rocks that were. Rồi chú gấu đã chạy tới nơi có mặt trời và né tránh. He summoned up his last reserves of energy. And he leapt out of the cave just before it came crashing down behind them. Và con gấu bắt đầu nhảy ra khỏi hang động trước khi nó sụp đổ xuống. Teddy and Lighty paused to catch their breath in the verdant clearing. Hiện tại đã an toàn trước những cái nguy hiểm. Finally, fresh air. Ổn rồi. Fresh air. For once, I have to agree with you. It sure is a relief to get out of that cave. Đây chúng ta coi.
trong vai một chú gấu Teddy. Đây cái đầu thần này, khu rừng của quầy khăn đỏ này. Quầy khăn đỏ đi vào rừng đưa bánh cho bà, sau đó thì bị một con sói coi như là đè ra. Ấy đâu đâu nhầm 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 nhầm. À, sau đó bị con sói dụ tới nhà bà, con sói ăn thịt bà, và sau đó thì con sói cải trang thành bà. Quầy khăn đỏ tin đó là bà, nhưng đâu đó thì bị con sói ăn thịt luôn, sau đó thợ săn mổ bụng ra, kết thúc có hậu quá. Đây là nhà, chắc là nhà của Jack rồi. What's the shiny bag? Từ cái hộp đéo gì đây? Ôi, đôi mắt thanh niên này. Thanh kéo, tức là cái thanh kéo sau lưng chứ là vũ khí nhé. Cho anh em nào chưa biết thì thanh kéo sau lưng là vũ khí, hai thanh kiếm. Thanh niên lấy đậu của ta ăn à. Má, thanh niên bá dơ vãi loèn à. Magic beans. Đây là một cái đậu, coi như là cái đậu ma thuật đó. Priceless treasure. Đây là trên trời có một cái kho báu rất là vô giá. Cái đàn, con gấu nó nói đậu này cho bò ăn. Cái cây kia nó chỉ lớn lên như một hạt đậu. Đây là chuyện cái đậu thần anh em nhé. Và đây là người khổng lồ leo xuống từ cây đậu thần. Được rồi, bây giờ tao sẽ cho mày thấy rằng điều đó rất là ấn tượng. Đừng ngu ngốc. Những cái bọn khổng lồ chúng quá mạnh. Và anh đi vào đó thì rủi ro của anh rất là coi như là rất là lớn. Đè con gấu đó, nó ăn đậu vào nó bự luôn anh em ạ. Mario ăn nắm bự anh em ạ. Còn bây giờ đụng mấy gấu ăn đậu bự. Sao rồi, tôi cao hơn được bé nào chưa? Nothing. Không có gì, tôi chỉ ăn đậu thần. Liệu một con gấu coi như không có thể bị đói trong thế giới này à? Con gấu tham ăn anh em ạ. Chị ngủ ngon quá. Anh đang có một cái hy vọng, nhưng mà anh coi như là đang bùng cháy. Mà tôi phải tận dụng cái đồ mới sức mạnh của cái đậu tôi vừa mới ăn để hiểu cái gì. Magic Power, tôi có cái năng lượng đậu. Đâu, năng lượng đậu đâu? Đâu, tôi có năng lượng đậu anh em nhé. Đâu má năng lượng đậu như thế nào? Đó. Má năng lượng đậu. Đây là đụng má sọ của một cái cây khổng lồ. Đây chúng ta sẽ leo lên cây đậu thần thay vì rách thì bây giờ là con gấu. Đây tôi nhớ cái nút rồi. Set game channel hay lắm. Rất tốt. Bây giờ làm sao ta? Ơ kìa. Ôi mấy con ong hay trâu vậy? À, ăn đậu có năng lượng anh em ạ. Thứ nào ta? Ôi! Cái đó nó đầm nhá. Ô! Ai à! Nào! Má sai mẹ đầm ra nào, đéo nó đi lên. Khó. Nào. Chết mẹ luôn ạ. À. Vừa vào nó chết mẹ này. May quá. Nó xếp ở chỗ này. Thôi được rồi. Tôi hiểu rồi. Sao nhảy đấy chúng ông nhỉ? Ôi, ông rải bom ạ. Nào. Đéo được, khó quá. Như nào đây? Nhưng đặc trưng của những cái tựa game platforming là nó đòi hỏi chúng ta cái sự khéo léo, chính xác.
Ở kia. Lại rơi xuống đây. Đẹp, mẹ rơi xuống đây mẹ rồi. Nào. Ở kia con mẹ. Cái đéo gì đấy. À, tôi này ngủ đéo ngon rồi anh em ạ. Ngu học rồi. Khâu lại như nào? Khâu lại. À! Đéo phải à. Tôi lướt qua cọng dây chết mẹ luôn. Khâu lại mới đúng. Cố lên, cố lên. Đi nữa nào, ở đây rồi. Đây rồi, khâu lại. Đây, con tinh linh nó sẽ giúp mình khâu lại những cái vết rách khi mà mình bị thương. Con mẹ. Đéo được. Nào. Má game khó thế nhỉ. Chết nha. A rope made out of sewing thread. That is khó quá à. Thật sự game này nó khó luôn ấy. I can charm your stitching thread and use it as a rope. I can tie you up and leave you here. Very funny. Nó cho tôi một cái cọng dây đéo gì đấy. Okay, I admit that's not a bad idea. Let's try it. Cọng dây này tôi có thể đu anh em ạ. Y là tôi có thể đu được. À. Thôi. Ây da, con mẹ. Nào, cái đéo gì đấy. À, đu dây khó quá. Kìa. Ô. Như nào? Mày đu dây không đéo có chỗ xuống à? Đê. Tôi phải thả làm sao cho nó không có đụng bất cứ cái gai nào hết. Rồi. Đê con mợ. Đê con mợ. Khó vậy. Nào được chưa?
Không được. Mẹ phải đó không vậy? Nào. Má không mấy mày cho tao mấy cành cây mày tưởng nhảy mẹ cho rồi đi đu đu cái đéo gì má tao tưởng là ngon à. À đây đây đây. Đết. Nào 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 để chết nha, để chết nha. Ừ rồi. Đợi bê đi lát qua lại rồi, tôi hiểu rồi. Hiểu hiểu là một chuyện làm được hay không là chuyện khác anh em nhá. Con mợ nữa. Con mẹ sao tự nhiên đâm thẳng vào đầu thằng con kia thế kia. Cho tao thoát khỏi cơn ác mộng này. Kìa sao ơ kìa sao tao mày nó kêu đắt vào lại mà đè con không sao đây chưa phải là trình độ ức chế nhất của tôi mà tôi đã gặp mẹ xàm thế nhỉ. Rồi sao đu. Ơ kìa cái. Nè. À, rất vớ vẩn. Rồi chưa. Đáp. Nào nhảy lên. Hấp máu rồi để em nhảy đúng không ạ? Con mẹ! Game cho chó chơi à. Rớt bịch bịch. À anh em nghe cái tiếng rớt không? Thật sự luôn ấy. Rồi, chưa. À, sao buồn cười thế nhỉ? Sida. Má nghĩ sao thằng Zack nó leo lên được hay thật đó má tôi quỳ lại rồi đấy. Má Zack can đảm quá. Nào. Con mẹ làm cái game cho chó chơi à, chỗ nào cũng có gai thế này. Cái này khó này. Tôi nghiêm tôi đấy dám nhảy luôn anh em nhé. Mẹ nó trúng thì trúng không trúng thì thôi. Má nhảy lên trúng cái kia bỏ mạng nữa tôi hết máu rồi. Chết. Ôi. Bấm nhầm cái tụi mình nút năng lượng đéo gì rồi. Mẹ cái nút năng lượng không có tác dụng gì mất năng lượng của tôi ấy. Nào. Mẹ hơi may mà vừa mới sale ấy. Sale ngay cái gương ấy. Mẹ may quá. Rồi đấy. Tôi trở lại rồi đây. Cái gì đấy vậy đấy. Lên mây rồi anh em à, lên mây rồi anh em à. Cẩn thận. À, bây giờ lại còn sấm sét trong mây nữa.
You're kind of electrical yourself. Mình lên tới mây rồi nè anh em ạ. Well done for noticing the raging lightning storm with its deafening roar. Rồi chuẩn bị chơi khu vườn trên mây thôi. Anh em hồi xưa có chơi khu vườn trên mây không? Đấy chính là khu vườn này nè. The first time I am starting to enjoy this dream. Come on. Come on. It'll be an electrifying ride. Mưa. Không sấm sét rồi anh em ạ. Mưa chưa phải mưa đâu, ngưng tụ thôi. Ôi con mẹ nào, xéo ừ hay quá. Sao vậy, tôi bấm nhảy đâu được. Trời ơi mẹ. Rồi. Ok, tôi sẽ cố gắng đi lại cái đoạn này. À, không nhảy được là sao ta? Ủa? Nè, con mợ. Cái này gì đây? Bạn có cái kill mới hả? Nè, giống kill mới ghê, giống chơi nhau thì có. Để mới nhảy đâu này, giờ không dám nhảy đâu hết này. À, mày quá vô may rồi. Ok, đéo may lắm. Tôi đéo hiểu thằng Zack nó leo bằng kiểu gì. Con mẹ. Con mẹ. Trời ơi. Má cục xúc bay loài. Tôi thấy là đằng kia đúng không? Lết! Cho miếng máu em ơi. Ồ nó rải bom anh em mà, đừng có rải bom bên năm 2 nè. Cái đeo gì đây? Liên quan đeo gì? Ồ tự nhiên cái đồ tôi giật. Ồ mày tự nhiên nó tự giật lại rồi, nó rất nhớ luôn. Khoan đã, từ từ tôi coi cái kêu mà nhảy chéo là nhảy như nào ta. Tôi bấm chéo rồi mà nó không nhảy, nó nhảy ngang thôi. Từ tôi nâng cao kỹ năng anh em nhé. Cái này chúng ta sẽ bấm như thế nào đây? Up hả? Up hả? Up. 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 À. Up. Anh có up con kẹt à? Up con kẹt. Nếu có up gì á? Up. Không up thì sót 2 điểm rồi anh em ạ. À. Tôi nâng điểm đánh nha anh em nhé. Tại vì yếu quá. Fly well done, attack speed, tốc độ đánh. Cái đấy gì đồ mình lại còn ghi cái mã code chưa hoàn thành nữa này. Return lock. Nâng luôn, không nói nhiều, không hỏi nhiều. Tốc đánh.
Thật ra thì game này nó làm cái cây kỹ năng cũng hay. Chém một cái chết luôn ạ. À. Ngon. Nào. Ồ nó chích luôn ạ. À. Chích này. Chích hộ cái. Mày vá. Xém chút bấm nhầm cái gồng năng lượng con mẹ. Xém chút bấm nhầm gồng năng lượng khỉ mẹ gì á. Đi hướng nào, đi hướng này đúng không? Phải không nhờ? Ơ kìa, tụi mất tụi căm nào đấy. Để đi, đi hướng nào đây? Đây rồi. Nào, vô duyên thế anh ơi. Đây lâu đại chứ mấy đây anh em ạ. Đây rồi. Floating in the clouds. Oh, so even the heads get excited every now and then. Thanks to you, it didn't last long. Nó nói tôi là đồ cái chàng trai hám gái ta lên đây à, đúng không? Đấy hiểu kiểu gì vậy? Nó nói cái có cái thằng đúng rồi trên đây có công chúa đúng không? Ngoài ngoài cái kho báu còn có công chúa nữa anh em. Well done hả? Elvis Q, đây Elvis Q này vô. Rồi. Double. Ô đây còn có nhiều kỹ năng khác nữa. Lock. Ô đây có nhiều skin lắm anh em ạ. Game này có mấy skin nữa. Double sword. Kill sweet. Hàm gái ừ thì anh em một cái chàng trai hàm gái nói mà phải tôi nói đâu anh em. Ok. Interest you mana pool. À thêm mana vào hả? Help speak. Hồi máu nhanh. Không cần. Hồi mình đang nhanh thôi. Cái này Teddy ăn cái đậu này vào, sau đó thì cũng sẽ mở khóa được những cái này, được cái chuỗi này. Đấy hiểu lắm nhỉ. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Nào. Vào đây em, cái nữa. Một cái nữa, ok nào, hộp rồi. Mẹ xàm. Rồi, đây là đặc sản của những cái tựa game như thế này. Đấy, mẹ. Đấy. Thật sự mà nói thì tôi rất là thích chơi những cái game như thế này. Má nhưng mà trong quá trình nó gà quá anh em ạ. Đấy anh em, vừa mới dứt câu à. Má hồi sinh nghe sấm sét nữa chứ. Thank you.
Bây giờ đi đâu đây? Nào phải cái con bé. Sao xoay kéo rồi đéo phóng à? Tôi thả ra đéo phóng. Nào. Ok. Mẹ chả lẽ đụng mắt trình mình gà đó rồi mà tên thế sao? Nhảy xuống. Quay kéo, phóng vào. Nhả ra. Tiếp nhảy lên, đát, nhảy lên cái nữa. Đát. Đát con bé. Quay kéo đập đầu vô tường à. Mẹ xàm đó nhờ. Phóng vô lần này còn không được. Nè cũng mà. Ờ may quá còn xấu anh em ạ. Con mẹ. Cho em đủ má ra khỏi cơn ác mộng này. Nào, cố lên nào. Thôi. Nhảy. May quá qua được ạ. May quá qua được. Đây những cái viên gạch đầu tiên khi mà chúng ta bước vào ngôi nhà của người khổng lồ ở trên mây kho báu và một đứa con gái rất là ngon. À, rất là xinh. Up close it's even more impressive. The gate on its own is higher than any building I've ever seen. A giant gate, giant castle. Cái cổng này coi như là nó to hơn bất cứ cổng nào tôi từng thấy. Đây là một cái cổng khổng lồ của tòa lâu đài khổng lồ. Tôi sẽ mất nhiều hơn để ngăn chặn con mẹ. Suddenly, an enormous filthy jar fell upon our unfortunate. Một chiếc bình coi như là khổng lồ bẩn thỉu rơi xuống và không may nó ập trúng cái con gấu và đôi bạn trẻ đấy. Rồi ok. Một con nữ khổng lồ đáng sợ coi như là cô ấy bước đi ngân nga và đụng vài con. À cái con này đây là đứa con nít anh em ạ. Đứa con nít khổng lồ nó bị thật coi như là thần kinh anh em ạ. The end. Wow, mà chờ chút đã. Khoan đã, câu chuyện không thể coi như là kết thúc như thế được. Coi như là còn cái điều gì đó phải làm mà đâu phải kết thúc được mới như thế được. Rồi bắt lại. Không, ngừng lại chờ chút. Oh. Đây rồi. Oh my god. Và tôi sẽ phải nói với anh em một cái điều này. Đó chính là game này là một bản demo. Nhưng mà nó không để bản demo trên tìm thế nào sẽ kỳ vậy tối ve. Ok, đây là phần kết thúc bản demo khi mà chúng ta leo lên được tới qua một cái cuộc coi như là trần ai khoai cũ thì chúng ta đã lên được cái tòa lâu đài trên mây rồi và đúng theo câu chuyện kể là có cái con bé khổng lồ trên đấy. Thật ra thì trong câu chuyện gốc là một cái bà điên khổng lồ anh em ạ. Bà điên khổng lồ này anh em nhớ. Ok, nếu anh em muốn trải nghiệm cái cảm giác khốn nạn như vừa rồi thì rất là vui anh em, cũng rất là tiếu chết, rất là tiếu. Tại nhìn con gấu nó hài quá anh em ạ. Chết rất là vui. Không gì và ok thì anh em muốn tải miễn phí thì anh em có thể lên Steam anh em tải anh em nhé. Và game này sẽ được ra mắt vào sẽ ra mắt sớm vào 2023. Vào 2023 tôi nhớ là vậy đấy. Để lên Steam cho tải. Anh em cho tí tôi lên Steam. Đây đâu có phải là nó không biết nó không ghi chữ demo nữa mà thật ra nó demo nên nhé. Đây bản demo game sẽ ra mắt sớm rồi 2023 nó không ghi ra mắt luôn.
Ok, và rất là gì bên này nọ lên nè, tôi vẫn không hiểu là nhà sản xuất game họ đã nghỉ làm cái game này chưa hay là họ vẫn còn tiếp tục làm. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn tiếp tục làm ấy. Một cái tựa game khá là hay, khi họ hy vọng là khi mà ra bản bản gốc thì nó bớt khó hơn một chút thôi, một chút nhỏ thôi. Đây tôi còn chơi mấy gà như tôi còn chơi chứ nó khó quá anh em ạ. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại anh em, chúc anh em một buổi tối vui vẻ và bye bye, see you again. Hẹn em vào những lần stream sau, nếu anh em thấy game hay thì anh em cho mình một like, subscribe, follow để ủng hộ kênh BeepLew em ngày càng phát triển anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những stream lần sau. Bye bye, see you again.